Những ngày nắng nóng liên tục vừa qua, đỉnh điểm có ngày lên đến trên 40 độ C. Ông Chế Quang Sang cùng nhiều bà con nông dân tại hợp tác xã Vân Thê thuộc xã Thủy Thanh đã phải ra đồng từ 4 giờ sáng. Sáng thu ra đồng, cũng như 4 giờ, có một con người 5 giờ đa số. Thế ta như là ai cũng tranh thủ sợ nắng nóng mà. Thứ nhất là hạn chế được vấn đề là chống nắng, mỏi mệt. Cái thứ hai nữa là cũng là sớm đưa cái lịch gieo xạ đúng cái thời gian của thị xã đã đề ra, thu hoạch là trước ngày 2 tháng 9. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có kế hoạch gieo cấy lúa khoảng 25.500 ha. Nhằm đảm bảo việc gieo cấy hè thu đạt chỉ tiêu đề ra, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo bà con nông dân gieo cấy theo đúng lịch thời vụ và chọn các giống lúa ngắn ngày nhằm thu hoạch lúa hè thu trước mùa mưa lũ năm 2023 để tránh thiệt hại. Các địa phương phải xây dựng phương án chống hạn cụ thể cho từng vùng, tích trữ nước để chủ động công tác là phục vụ nước tưới cho vụ hè thu này. Nắng nóng kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của một số loại rau màu, nhất là rau ăn lá, rau gia vị. Thời điểm này, nhiều bà con tại các vùng chuyên canh rau sạch tại Thừa Thiên Huế cũng phải tranh thủ trời tờ mờ sáng để thu hoạch các loại rau màu, đồng thời tăng cường tưới nước cho các ruộng rau để duy trì hoạt động sản xuất ổn định trên địa bàn.